chào anh em nha. Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu với anh em một cây guitar classic tem hán tự đàn nghệ nhân nha anh em. Cụ thể mời anh em xem thông tin ghi trong thùng đàn có ghi rõ này. Nghệ nhân Itami AB nha, thuộc dòng tộc AB nha anh em. Cái dòng chữ nhật nhỏ nhỏ trên cùng có ghi rõ đây là cây đàn được giám sát bởi giáo sư Yasuo AB nha. Model của cái đàn này là AG6F nha, thuộc công ty nhạc cụ Zenon nha anh em. Cái đàn này mình bán với giá là 1,9 triệu nha anh em, kèm theo bao đàn và thời gian bảo hành đàn là 12 tháng nha. Anh em xem tổng quan cái đàn nha, còn mới trên 85% thôi nha. Các phụ kiện như là ngựa rồi lược cũng giống như là bộ khóa là zin theo đàn nha anh em. Điểm đặc biệt của cái đàn này là chất âm của cái đàn rất là ấm vang nổ nha anh em. Điểm trừ của cái đàn này là cái bộ khóa thì đã lâu ngày không còn mới đẹp nha. Sau đây mình sẽ quay chi tiết từng bộ phận để anh em xem xét nha. Mặt tốt đàn nha anh em, có nhiều vết ố theo thời gian nha, vết ố nha. Ngoài ra có một cái vết xước mình đã dặm vá lại nha, không được tinh tế, không được đẹp nha. Mình cứ quay gần để anh em xem rõ hơn nha. Có một vài vết ố trên thùng đàn, cây đàn đã lớn tuổi nha, đều dán trong thùng đàn. Ngựa đàn là còn chưa dán lại nha. Tiếp theo mời anh em xem mặt hông của cây đàn, theo đàn không cấn bẻ nha. Có xuất hiện một vài vết xước nha. Mời anh em xem mặt lưng nha, vân gỗ khá đẹp nha. Mình sẽ chiếu lại cho anh em xem nha. Có một vài vết xước ở đây nha. Tiếp theo thì anh em xem gót cần đàn nha, còn liền lạc nha, chưa dán lại nha. Sau đây là mình sẽ xem cái mặt sau cần đàn nha. Có một vài vết xước nhẹ nha, bộ khóa đàn nha anh em. Bên này thì còn mới tí, bên này thì đã hen rỉ nha. Cam kết là khóa zin theo đàn nha. Đầu cần đàn có một vài vết xước nha. Ngựa đàn zin theo đàn nha, rất là tỉ mỉ chi tiết nha, tinh tế nha. Sau đây mình sẽ đo action để anh em yên tâm khi mua đàn của shop nha. Guitar Classic nha, phím số 12, dây số 1 ở ngay mức chuẩn nha, ở ngay mức chuẩn. Dây số 6 ở mức chuẩn luôn nha anh em. Sau đây mình sẽ test cần phím để anh em yên tâm hơn nha. Cần phím ok nha anh em, không có phím nào rè nha. Sau đây mình sẽ rải thêm một vài hợp âm cơ bản để anh em cảm nhận thêm chất âm của cái đàn nha. Nha anh em, mình vừa test xong cái phần âm thanh của cây đàn,
Itami AB nha anh em. Cây này mình bán với giá là 1.900.000 nha anh em, kèm theo bao đàn cũng giống như là thời gian bảo hành đàn là 12 tháng nha. Mọi thông tin chi tiết anh em xem trên phần tiêu đề video clip nha, hoặc xem trực tiếp trên màn hình nha. Cảm ơn anh em đã xem phần giới thiệu đàn của mình nha. Hẹn anh em ở video clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.